bị kỷ luật vì chỉ trích dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông trên Facebook. Thưa quý vị, một bản tin đến từ Hà Nội cho hay, theo thông tin trên mạng thì nhà báo Trần Thanh Tường là trưởng ban kinh tế xã hội của báo Đại Đoàn Kết đã bị kỷ luật vì viết bài chỉ trích dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông trên trang Facebook cá nhân của mình. Theo đó thì vào tháng 3 vừa qua, ông Tường viết bài về dự án nói trên cho nhà thầu Trung Cộng thực hiện rằng nó bị kéo dài trong 16 năm, nhiều nhà cửa bị giải tỏa, cây lâu năm bị chặt, giao thông bị ùn tắc và chi phí bị đội lên từ 8.770 tỷ lên đến 18.000 tỷ đồng. Sau khi ông Tường đăng và tải bài viết trên thì ông đã bị Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông nhắc nhở miệng. Tuy nhiên thì tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết Hồng Thanh Quang, nguyên là đại tá công an và phó tổng biên tập báo Công an Nhân dân đã gửi văn bản thúc ép Hội Nhà báo Việt Nam kỷ luật ông Cường, dù ban kiểm tra của hội này cũng chỉ ra văn bản nhắc nhở. Ông Quang cũng tổ chức họp chi bộ đảng của báo để kỷ luật ông Tường với mức khiển trách, cho dù các đảng viên trong chi bộ không mặn mà với việc kỷ luật, phải tổ chức họp hai lần. Ông Tường đã gửi đơn khiếu nại lên các cơ quan cấp trên về sự tùy tiện của ông Quang trong việc cố tình kỷ luật mình, cho dù những gì ông viết về dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông hoàn toàn đúng. Dự án hạ tầng trên là một trong 12 dự án có liên quan đến nhà thầu, nhà đầu tư Trung Cộng đều bị đội vốn, thua lỗ hoặc trì trệ hay là gây ô nhiễm môi trường, theo nhà báo Đoàn Bảo Châu. Những dự án tai tiếng khác là dự án khai thác bauxit ở cao nguyên Trung Phần, nhà máy thép Hưng Nghiệp Formosa ở Hà Tĩnh, nhà máy phân đạm Hà Bắc ở Bắc Giang, hai nhà máy DAP Hải Phòng và Lào Cai, nhà máy thép Việt Trung ở Lào Cai, nhà máy thép Thái Nguyên, nhà máy sơ sợi Đình Vũ ở Hải Phòng và nhà máy giấy Hậu Giang.